Một chương trình truyền hình thực tế được mong đợi với sự trở lại của huyền thoại. Chỉ có những chiến binh mang tinh thần thép và niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng cam mới có thể đạt tới danh hiệu thần tượng bóng rổ. Để chinh phục được ban giám khảo, ngoài kỹ năng chơi bóng điêu luyện, các bạn phải thể hiện được cá tính của mình và sự tự tin khi đứng trước ống kính. Đến với thần tượng bóng rổ, mỗi thí sinh đều mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách để bước đến vị trí cao nhất. Ban giám khảo bao gồm nam ca sĩ Cường Seven, nam ca sĩ Will, huấn luyện viên Thiên Sơn, huấn luyện viên Song Phôn. Thần tượng bóng rổ sẽ là nơi đào tạo ra huyền thoại bóng rổ. Vòng casting chương trình Thần tượng bóng rổ đã đến với trường quốc tế Á Châu, ngôi trường tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2. Trường sở hữu hệ thống cơ sở vật chất tiện nghi với trang thiết bị giảng dạy, học tập hiện đại, đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm. Khuôn viên trường rộng hơn 1 hecta, bao gồm 14 biệt thự được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, trong đó dành cho hoạt động ngoài trời và thể thao rộng gần 6.000 m². Vì vậy, điều kiện vui chơi thể thao của các bạn học sinh rất được khuyến khích và đã đạt được nhiều thành tích thi đấu đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là bóng rổ. Trong buổi casting hôm nay, không khí cổ vũ dự thi rất sôi động phấn khởi với phần biểu diễn của nhóm nhạc P336. Chào nắng mai, hôm nay ta đi cùng rời xa phố thị. Kìa đồng xanh bao la, kìa từng đàn chó xa xa, và nghe ngân nga đâu đó có khúc nhạc. Một ngày về qua nơi đây, lòng càng yêu thêm biết mấy. Nhớ âm thanh sáng tươi cuộc đời này. Hit the road, the sky is waiting for us. Cùng với nhau đến khám phá những chân trời. Fly away to the beautiful world. Cùng với nhau đến khám phá miền đất mới. Hit the road. Oh 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 oh. Fly away. Eh 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 eh. À, tức là em bên Cao Thắng thôi đúng không? Dạ. À, vậy là bé nó cút lượng. Đặc biệt tại đây, các nam sinh dự thi cực kỳ ưu tú và điển trai. Và bây giờ hãy đến với vòng thi casting tại trường quốc tế Á Châu. Rồi, vậy sao anh không không phỏng vấn em nữa? Nó có cái gì đó. Chào mừng quý vị khán giả cũng như các học sinh đến từ trường quốc tế Á Châu đến với chương trình Thần tượng bóng rổ. Đây là trường có đông học sinh cổ vũ nhất. Đông thí sinh nhất luôn. Đông thí sinh nhất, đông rồi đông học sinh cổ vũ nhất. À, xin chào các bạn. Chương trình Thần tượng bóng rổ thì chúng ta đã biết cái kỹ năng bóng rổ luôn luôn được đề cao. Ha? Và thầy hy vọng ngày hôm nay tại nơi đây các bạn hãy thể hiện tất cả những gì mình có. Ok? Cho cá nhân của mình cũng như cho trường của mình. Tiêu chí của thầy rất là dễ, rất đơn giản. À, ngoài đam mê, thể hình, kỹ năng chơi bóng, các bạn cần phải có tinh thần đồng đội, dễ không mấy đứa, kỷ luật cao. Các cá nhân phải là thực sự là một chiến binh, chiến đấu với tinh thần kiên cường, không bỏ cuộc trong tập luyện cũng như thi đấu. Dễ không các bạn? Xin mời thí sinh đầu tiên ngày hôm nay, bạn Nguyễn Tường Minh. Pha ném bóng lên rổ chuẩn xác. Đó. Em thì tự tin về mọi mặt của em chỉ trừ nhan sắc của em thôi. Em học giỏi thì không ai ngang bằng rồi.
Bóng rổ của em thì giỏi nhất thành phố rồi. Chỉ có điều là mười mấy cái thanh xuân thì chưa có một vài đứa bạn gái nào thôi. Buồn ghê. Về chỉ số cơ thể ha, bực tại chỗ, bực có đà của em đều tốt hết. Kỹ năng của em cũng tốt, form ném rổ cũng tốt. Mình cảm thấy rất tiếc nuối về kỹ năng hai bước ném rổ của mình. Mặc dù mình đã thành thục kỹ năng này trong vài năm qua nhưng mà mình vẫn có lúc lên rổ hụt. Bạn Nguyễn Trần Quang Duy. Thí sinh thứ hai có nụ cười thật dễ thương. Tuy phần thi có hơi vụng về, nhưng chắc chắn Quang Duy đã để lại cho ban huấn luyện một cảm giác thoải mái, vui vẻ về bạn. Bé nó giải trí quá nè. Rồi nó đi qua cột mà theo hết cái vòng nó mới được. Dạ, con xin chào ban giám khảo. Con xin chào ban giám khảo. Trời, tôi rớt. Con. Dạ, em. Đó, bây giờ nè, bây giờ em Duy. Dạ, em nhìn Duy, chào các anh. Đấy. Lớp 12 được xăm rồi à? Dạ vẽ. Em ơi, tại sao mình không có thể xăm là cá voi mà là cá mập? Dạ, tại vì đối với em thì cá mập là động vật đứng đầu chủ thức ăn dưới biển. Không con nào phải sánh vai được bằng cá mập hết. Thì mình cảm thấy rất là vui vẻ của những phấn chấn khi được thể hiện kỹ năng thần tượng của mình trước mắt mọi người. Mình nghĩ là do sự hài hước của mình. Một người cười, chín người vui. Rồi, xin mời bạn Thái Bảo Huy. Bảo Huy được đánh giá là chàng trai lễ phép với màn cúi chào mọi người. Trời ơi, bé nó giáo dục tốt quá nè, nó chào tám thía luôn rồi. Hy vọng rằng những kỹ năng chơi bóng và thái độ tích cực vừa rồi sẽ giúp Bảo Huy đạt kết quả tốt nhất. Dạ, em không có gì chỉ ngoài đẹp trai mà chung cũng giỏi thôi. Dạ, ở cơ sở có thắng thì ngoài vị trí của em ra thì không ai đánh lại em hết. Nơi nào có đối thủ mạnh, nơi đó có em. Ai nghĩ là mình hơn bé này đâu? Nhiều quá, thôi rồi, cẩn thận. Cái này cơ sở cao thắng thôi à. Cơ sở cao thắng hả? Dạ. À, tức là em bên cao thắng thôi đúng không? Dạ. À, vậy là bé nó cút lượng sức đó. Mình tự tin nhất là cái phần kỹ thuật cá nhân à, dàn bóng và lên gỗ. Mình cảm thấy là mình đạt 100% chỉ tiêu luôn à. Xin mời bạn Trịnh Hiệp Tính. Xin chào ban giám khảo với lại mấy bạn nha. Thì mình tự tin mình nói là mình chơi giỏi nhất lớp và mình đang tiến tới chơi giỏi nhất trường, giờ từ từ lên thành phố luôn. Quá. Bài thi của Hiệp Tính khá tốt, nhưng không hiểu sao khi hoàn thành bài thi bạn ấy lại mệt đến như vậy nhỉ. Mạnh mẽ hơn nào Hiệp Tính ơi. Anh thấy em chơi em rất là thoải mái ha. Lúc nào cũng tươi, tích cực, không có bị lo lắng. Rồi em sẽ có những cái từ đẹp như mệt. Nó có dễ thương ha. Cái á thì hơi kỳ nha. Mình thấy không có hài lòng. Tại vì nãy mình vẫn banh, mình tự nhiên trượt tay, mất banh. Xong rồi mình ra mình bắn nữa, cũng tào lao quá. Thôi, bình thường mình là một con người rất là nhút nhát. Mà không hiểu sao, nãy mình kiểu trong người mình máu quá, mình quyết tâm quá. Những đường bóng của Trương Cẩm rất cẩn thận, kèm pha lên rổ mượt mà. Chúc bạn sẽ đạt kết quả như mong muốn nhé. Âm mộ là chỉ Curry thôi. Oh, Curry. Dữ ha, dữ ha. Bắn hụt hai trái đó. À, ha. Chết rồi. Tất cả đều giống ngoại trừ kết thúc rổ thôi, phải không? Dạ, đúng rồi. Mình hài lòng nhất là phần dằn, còn mình thất vọng nhất là cái phần bắn. Mình dự đoán phần thi của mình 70%. Mình cũng chưa chắc là ban giám khảo nào sẽ chọn mình, nhưng mà mình hy vọng là anh Song Po sẽ chọn mình. Quốc Khánh có lợi thế về ngoại hình và chiều cao rất phù hợp với bộ môn thể thao bóng rổ. Tuy nhiên, phần lên rổ chưa được chuẩn xác cho lắm. Em tên là Lâm Quốc Khánh và em lớp 12, và cho thời gian của em học rất là nhiều, cho nên là thời gian tập luyện và chơi bóng rất là có hạn chế. Coi buổi đến đây như là giao lưu với các bạn. Qua các cái phần mà thánh thể hiện thì thầy thấy là có rất là nhiều chỗ để mình phát triển, từ nhồi bóng cho đến tư thế ném bóng ha. Và Khánh hiện nay đang muốn chơi ở vị trí nào?
Dạ, em đang muốn chơi vị trí số 3 nhưng mà em đang đánh vị trí số 5. À, vậy thì đó là cũng một cái thử thách, bởi vì hai cái vị trí đó rất là cách xa nhau. Rõ ràng đúng không? À, mình là Đạt. Em có ước mơ của mình phải không? Mình cũng vậy. Quan trọng là biết thực hiện ước mơ của mình. Mình tặng cho các bạn một câu: nếu mà mình quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn. Em là gần như là một trong những người nói tự tin trước ống kính tốt nhất từ đầu chương trình tới giờ. Dạ, cảm ơn anh. Thành Đạt với màn thể hiện bản thân đầy tự tin và tinh thần thi đấu đầy nỗ lực. Không biết vị huấn luyện viên nào sẽ lựa chọn chàng trai này đây? Mình cảm thấy cực kỳ hài lòng về mình, vì mình có thể thể hiện được bản thân của mình ở trên sân. Và mình muốn thể hiện mình nhiều hơn và làm cho mọi người tin tưởng mình nhiều hơn, để mà mình có thể sánh ngang cùng những đối thủ mạnh mẽ hơn. Rồi, xin chào khoa. Cả. Rồi, 3 mét Minh Khoa thực hiện phần thi bậc cao và đã đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ. Em là một người đứa con lai, em lai giữa dòng máu bóng rổ và Việt Nam. Em nghĩ với hình thể của em có thể là tương lai của đội tuyển Việt Nam. Xuất sắc, tự tin. Anh thấy trong đây em có gặp nhiều vấn đề về miệng. Đang lên rổ thì bị đối thủ cản bằng cù chỏ chảy máu miệng. Quá trình tập luyện gặp khó khăn, nhiều lần chảy máu miệng. Rồi, nói chung là em cũng sáng màn hình lắm, nhìn rất là tự tin. Hiện nay em là người bậc cao có đà là cao nhất hiện tại trong 6 trường từ đầu tới giờ. Nên cố gắng ha. I would. Hồi nãy xin lỗi chú Will, xin lỗi anh Will. Hồi nãy ra gặp trời ơi, đau quá thầy ơi. Nó nói một cái em đau quá. Thực ra là Will đang định nói về chuyện khác. Em biết chuyện gì không? Vậy mà dám kêu tôi chú, tức giận tím người nó luôn. Nè, hồi nãy anh có thấy là trước cái lúc mà chương trình vào em có nói là ban tổ chức ơi, cho em xin 2 hũ Milo em cho bạn em uống. Bạn là ai? Dạ, bạn cũng Tú Văn. Tú Văn hả? Tú Văn ơi, tên rất là đẹp. Xin mời Tú Văn. Sao hả? Ngại hả? Thôi, nếu mà bạn ngại thì thôi, mắc cỡ thì thôi. Nhưng mà đó là một hành động rất đàn ông nha cưng. Mong rằng hai bạn sẽ mãi đáng yêu thế này nhé. Em có một bài rap tự giới thiệu bản thân về mình. Cool. Yo, xin chào các bạn, mình là Thiên Chí. Sinh ra lớn lên tại một thành phố. Thành phố mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Trường thì trường quốc tế Á Châu. Thôi thì bài hát đã đủ rồi. Mình xin được kết thúc nha. Sự xuất hiện của Thiên Trí nhận được rất nhiều sự yêu quý cổ vũ từ mọi người. Không sao. Mong rằng chàng trai sẽ có thêm động lực hơn nữa, dù kết quả có như thế nào nhé. Từ nãy tới giờ, bạn là người thầy ưng ý nhất về phần nhồi bóng qua cọc. Yeah. Ha, bạn nhồi bóng, trọng tâm bạn thấp, cái bước của bạn tốt, cái form ném cũng khá là tốt, nhưng mà em ném cái bóng nó bổng quá. Rồi, em là một vận động viên tiềm năng. Ngọc Thiên là một trong những thí sinh được mong chờ nhất vòng thi này. Thì hồi nãy có bạn thi đầu tiên, bạn nói là bạn giỏi nhất. Mà em nói là em giỏi nhất. Em học giỏi thì không ai ngang bằng rồi. Bóng rổ của em thì giỏi nhất thành phố rồi. Thì em hơi mập nhưng mà em chạy rất nhanh. Rồi. Người ta gọi em là Châu Nước. Châu Nước. Ước mơ của bạn là gì? Úp rổ trên đầu mấy bạn mét 9. Em có thù với người mét 9 hả cưng? Có. Chương trình có tới trường Hàng Thuyên chưa? Có, sắp. À, ở đó có một bạn 1m90 mấy lận, bạn chung đội với em. Tên là Lạc Tuấn. Nó chơi trên đầu em hoài luôn. Dạ đúng rồi. Trời là ơi, tức ghê. Cố úp rổ nó không? Ở đầu. Chứ bây giờ. Thì em là một người cũng khá là đơn giản, thì em vui vẻ hòa đồng. Em mục đích em tới đây thì em tìm hiểu nhiều hơn cái chương trình này và làm quen với mọi người.
Em không có tự tin nói là em giỏi nhất nhì, nhưng mà em tự tin nói là em tập luyện và làm mấy cái bài tập dàn banh kiểu như bắn thì cũng rất nhiều. Em nói là em hay tập nhồi bóng đúng không? Bây giờ thầy cho em nhồi bóng tại chỗ, yeah. Mỗi tay một bóng. Ok ok. Ok ha. Okay. Đổi kiểu được không? Chắc chắn rằng Vũ Jones đã ghi điểm rất tốt với ban huấn luyện bởi sự cố gắng tập luyện miệt mài, đúng với tinh thần chiến binh không bỏ cuộc trong bóng rổ. Tôi rất là thích ở em, cái đó là cái thái độ. À, khi mà em ra sân, em luôn luôn thể hiện là chính mình. Mặc dù là thầy biết em khá là run, hồi hộp. Chúng ta có ba bạn không thuộc trường Trung học Quốc tế Á Châu. Xin mời bạn Trịnh Minh Duy đến từ Tây Ninh. Ủa đâu rồi? Trịnh Minh Duy đến từ Tây Ninh. Tôi tưởng bắt xe về rồi. Em tới chương trình này để em tìm một người thầy có kinh nghiệm nhiều và mục đích nữa là chinh phục chương trình này. Chinh phục chương trình này. Bố mẹ đi mình với bố mẹ có lo. Giờ ba mẹ biết em chơi bóng rổ nên ba mẹ không có lo. Cố lên, cố lên. Niềm đam mê bóng rổ của Minh Duy đã vượt qua khỏi những khó khăn về địa lý, điều kiện chưa phát triển thể thao tại quê nhà. Chàng trai này đã cho chúng ta thấy được sự cố gắng luôn chiến thắng mọi rào cản và thử thách. Thầy thấy ha, em có sức bật cũng khá là tốt ha. Đam mê thì chắc chắn là em có thừa rồi. Vì thầy, theo thầy biết thì phong trào dưới Tây Ninh thì vẫn chưa là phát triển. Ước mơ của em là sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ha, với đam mê này thì thầy tin rằng em có thể làm được điều đó. Vào không? Thi không? Anh cho thi luôn. Chơi luôn. Mọi người đồng ý rồi. Vào luôn, vào luôn, vào luôn. Ngọc Tài với sự tinh cơ được thử sức với cuộc thi, nhưng bạn ấy đã thể hiện khá tốt cùng tinh thần thoải mái. Tài ơi, ở đây anh thấy ước mơ của em ghi là trở thành một người tốt hơn. Tại em hơi thiếu muối, hơi thiếu cái tính là ta ta hài hước, với lại em muốn trở thành một người tốt hơn. À, nhưng mà anh nghĩ việc mà tại vì mỗi người một cá tính ấy, yeah. Có người là tính như này tính như kia, anh nghĩ là anh cứ là anh thôi thì nó sẽ thoải mái tự tin nhất, đúng rồi, yeah. Giống như giờ kêu anh trầm tính cũng được, đúng rồi. Vậy là các bạn thí sinh trường quốc tế Á Châu đã hoàn thành xong vòng thi casting của chương trình. Có thể thấy được tinh thần chiến đấu trong thể thao của các thí sinh vô cùng mạnh mẽ và quyết tâm. Tuy nhiên, chiếc vé để trở thành thành viên chính thức của Thần Tượng Bóng Rổ rất ít. Vì vậy, phải là nhân tố có đầy đủ kỹ năng chơi bóng và yếu tố thần tượng mới có thể được chọn. Đội của thầy Sơn và thầy Phô sẽ công bố danh sách các bạn bước vào vòng đấu đối kháng 1-1 với nhau. Bạn mà thầy Sơn chọn đứng đầu tiên trong danh sách của thầy Sơn, đó là bạn. Hãy cùng đón xem kết quả cuối cùng được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 2020 trên kênh HTV7.